Rồi bây giờ anh đi vào cái phần sửa header nha. Này gọi là header. Thì header em thấy không? Cái nền header của người ta nhỏ vậy thôi. Tiết kiệm cái giao diện nên anh để cái logo nó nằm một bên như thế này. Cái này em nói với cái bên làm cái icon, IV icon, anh nói là cái màu vàng này thu nó nhỏ lại rồi, mà giờ anh nhìn vô anh thấy cái màu vàng này nó ăn ra nguyên cái khung đen nha. Thì cái này anh cũng không tính nên mà anh nhìn vô là anh thấy bên em không có sửa cho anh nè. Rồi thiết kế bên này kinh nghiệm còn kém quá. Hoàng piano cách khoảng ra. Rồi nhạc cụ giá rẻ, cửa hàng nhạc cụ giá rẻ, hàng piano cách khoảng ra, cửa hàng nhạc cụ giá rẻ, con này viết liền vô luôn. Mà cái này rê chuột lên tab á, thì cái tab nó bị tụt dòng xuống, tại sao cái chữ rẻ nó bị tụt xuống dưới để cho nó chật chội quá vậy ha. Về header thì cần chỉnh lại. Logo nằm một góc này, phông chữ thì có thể thu nhỏ lại để ba cái này nó nằm đối xứng dài ra từng nguyên trang, nhưng mà anh thấy vẫn còn chừa chỗ đủ để nó nằm mà tại sao lại cho nó giật lên bên trên này. Rồi cái cục hồng hồng này nó to đùng như vậy, nó quá là chật cái giao diện, em thấy không, nằm thẳng một hàng hết cho anh để cái khung này nó nhỏ lại. Và cái màu vàng này em làm cái tông nó sao nó tối thui tối ôm vậy, anh đã nói chỉnh cái tông màu vàng này nó sáng lên rồi để cho trang web nó đẹp. Thì cái màu mấy cái chữ trên này rê vào thì nó cũng phải đồng bộ cái màu vàng với cái chữ luôn. Khi rê chuột vào thì nó chữ này nó hiện lên màu trắng ha, nó hiện lên màu trắng thì nhìn như vậy nó nổi bật, chứ giờ rê vô nó cà xám xám gì nè nó không đẹp nha. Header thì em sửa lại cho anh như vậy. Còn cái phần mà banner, banner thì bỏ cái slide cho nên không cần cái slide này đâu, cái slide này nó thừa thải lắm, bởi vì nó đã có mấy cái chấm này chuyển cảnh rồi thì không cần mấy cái slide làm choáng giao diện. Rồi nói tiếp đến cái phần bên dưới anh muốn trình bày. Giờ em nhắm là không có làm được ba cái hình giống vậy đúng không, để show ra cái quảng cáo ha, có làm được hay không, show ra ba cái quảng cáo. Nếu không làm được thì bỏ luôn cái hình. Đây, để cái title sản phẩm nằm ngay giữa cho anh để nhìn cho nó cân đối. Title sản phẩm nằm ngay giữa. Em muốn để gì để cho nó xem thêm á hả? Thì thôi thì nó cũng là một cái ý hay. Nằm một góc như vậy cũng được. Rồi anh chấp nhận. Nhưng anh nhìn vô cái phông chữ rồi. Cái chữ này á, cái anh làm cho anh cái chữ giảm xuống mấy độ pixel đi. Này nó to quá, nó thừa quá. Giảm xuống mấy độ pixel lại xíu là được. Thôi, cái chữ gì cũng được. Rồi, chấp nhận luôn. Phần hàng bán chạy với xem thêm. Rồi, cái này phần này quan trọng nè. Cái hình này là anh thấy không cần thiết. Gỡ cái hình này ra để bốn cái sản phẩm này nó to hơn. Nó thoáng như vậy nè. Cân đối nè, em thấy không? Sản phẩm to ra nè. Còn cái này nó giật cái sản phẩm ra, nhìn cái tầm mắt của người ta nó bị thu hẹp lại, không có được, phải để bốn ảnh sản phẩm to ra, bỏ cái hình banner thừa thải này ra nó vô dụng.
Rồi ghi cho anh là chữ bán chạy thôi, không có cần ghi hàng bán chạy. Rồi chữ dưới ghi cho anh chữ giá rẻ. Rồi một bên là hàng cũ, một bên là hàng mới. Thì cái chỗ hàng cũ hàng mới ha, thiết kế theo kiểu này thì anh cũng chấp nhận để hàng cũ hàng mới, thì nó là hai kiểu trình bày. Nhưng mà một khi á tụi em đã làm cho nó đồng bộ, bán chạy giá rẻ, sau đó sẽ show cho anh, tốt nhất là làm theo kiểu trình bày này, show cho anh ba cái hình để anh quảng cáo ba cái chương trình gì đó. Thì cái hình này là ba cái hình này nè, để anh có thể up ba cái slide ảnh để chạy cho chương trình quảng cáo kiểu hiệu ứng động giống vậy. Thì xuống đây thì nó sẽ phân ra kiểu hàng cũ hàng mới, như vậy nó sẽ đẹp. Thì đây là cách trình bày cái phần thân bài trong một cái trang chủ. Cái anh cần slide thì em không cần slide, khúc này thì anh cần mũi tên qua lại để anh có thể trượt mấy cái sản phẩm này, để khi khách nhấn vô thì nó linh đến giống như đây. Cần slide trượt qua thấy không, thì chỗ này là chỗ mà anh cần slide đi. Còn cái video này bên dưới thì anh chấp nhận, còn bên footer thì anh sẽ chỉnh lại sau. Rồi xử lý cho anh phần này.